quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thông điệp may mắn dành cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Dậu, Hợi. Nếu bạn thuộc trong những con giáp kể trên thì hãy chú ý lắng nghe nhé, bởi trong hôm nay các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin vui thứ nhất là về vấn đề tiền bạc. Trong ngày 28 tháng 12 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền lương thưởng lớn, đó là công lao bạn bù đắp cho một năm nỗ lực làm việc. Tin vui thứ hai là về vấn đề công việc. Nếu trong ngày hôm nay những bạn nào muốn ký kết hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như không có khả năng thất bại. Các bạn hãy cùng chúng mình kiểm chứng nhé. Tuổi Tý. Xem tử vi ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, lục hợp xuất hiện cho thấy tuổi Tý sẽ có một ngày nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Có vẻ hôm nay bạn vô cùng bận rộn và hoàn thành tốt công việc được giao. Mọi thứ nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Thần tài cũng sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho những người vẫn luôn làm việc chăm chỉ bấy lâu. Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này. Về tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở, cho dù bạn và người ấy đang ở trong một mối quan hệ đi nữa, thì hãy nhớ cả hai vẫn cần có không gian riêng, nếu không thì mối quan hệ sẽ khó mà duy trì và phát triển được. Việc cố kiểm soát nhau sẽ chỉ khiến tình cảm của hai bạn xuất hiện vết nứt. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch, người tuổi Sửu nhờ được thực thần chiếu mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân. Con giáp này nếu biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển việc kinh doanh thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Với người làm công ăn lương, có vẻ hôm nay bạn sẽ nhận được tin vui như được tăng lương hoặc khen thưởng nên số dư tài khoản của bạn gia tăng đáng kể. Nhìn chung, tiền bạc ào ào đổ về khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhân cơ hội này, bản mệnh cũng nên tăng cường tích lũy. Ở phương diện tình cảm, người độc thân vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Bên cạnh việc bớt thời gian cho công việc để chăm lo cho cuộc sống cá nhân, bạn cũng nên nhìn lại mục tiêu của bản thân, đặt ra quá nhiều yêu cầu cũng là rào cản lớn, ngăn bạn tìm thấy hạnh phúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Tử vi ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho rằng, tuổi Dần được chính ấn độ mệnh nên có một ngày làm việc hăng say, tạo ra nhiều giá trị đáng nể. Mặc dù công việc vẫn nảy sinh khó khăn và trở ngại nhất định, nhưng nhờ sự lanh trí và linh hoạt của mình, bản mệnh giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Cũng trong ngày này, Dần còn có thể tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, kiếm về tay không ít tiền bạc. Nhờ thế mà con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình mà không phải lo lắng gì trong thời gian này. Dù vậy, bạn cũng không nên tiêu xài hoang phí cho những món đồ không thật sự cần thiết. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm cá nhân của những chú hổ vẫn còn lắm gập ghềnh cần đối mặt. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái ngược về các vấn đề trong cuộc sống. Ban đầu, đó là điểm thu hút đối phương mãnh liệt, song dần dà nhiều vấn đề nảy sinh, bất cập cũng vì sự khác biệt đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Được tam hợp cục che chở, vận khí của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung vẫn đang được bạn giải quyết ổn thỏa, con đường thăng tiến của bản mệnh cũng mở ra từ đây. Bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cát khí lan tràn còn hỗ trợ những chú rắn ở phương diện tài lộc. Hôm nay được coi là ngày tuổi này đón nguồn tài chính dồi dào nhờ các mối làm ăn tốt đẹp. Nhìn chung hôm nay bạn sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm tiền, làm việc luôn tay luôn chân nên thu về không ít lợi nhuận. Vận tình duyên của tuổi Tỵ trong ngày cũng nở rộ, mối quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu điều gì và tìm kiếm gì ở nửa kia, nên không còn u mê tìm kiếm người phù hợp trong vô vọng nữa.
Thổ khắc thủy, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không thực sự hòa hợp. Bạn mệnh cần tự kiểm điểm bản thân xem mình có đang hành động quá mức vô lý hay không. Bạn đừng nên bắt ép đối phương chiều chuộng mình vô điều kiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Nhờ sự xuất hiện của tam hợp cục, hôm nay khả năng xã giao của tuổi Dậu được phát huy cao độ, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tiếp thị khách hàng thì càng có lợi thế phát triển sự nghiệp. Thời gian này bạn có thể sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều khi phải đảm đương nhiều trọng trách, ngày nào cũng căng sức mà làm, nhưng cơ hội để thể hiện mình như vậy không nhiều nên hãy cứ tập trung cố gắng, chẳng mấy chốc thành tựu sẽ xuất hiện. Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng nhờ được ngũ hành tương sinh hỗ trợ. Những bạn nào yêu lâu có thể tính tới chuyện kết hôn hoặc sớm dẫn lối đối phương về ra mắt gia đình. Vợ chồng kết hôn nhiều năm nên thường xuyên hâm nóng tình cảm để mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Ngày được tam hội che chở, người tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt ở lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên tự sinh mãn. Hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa. Tận dụng cát khí trong hôm nay, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng, được thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ. Quả là một ngày may mắn với con giáp này. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này hoặc nhiều dịch chuyển vị trí tiến hành sửa chữa ở đây. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sản Hạ Thủy, ngày này thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi, kỵ tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.